Em không làm đâu, yên tâm. Anh truyền những ma cho em à. Nhiều ra ít bị. Chưa, chưa, đó rồi. Đụng vô quý xui lắm. Ông Tuấn cũng mừng kìa. Ladies and gentlemen, Mr. Black Sheep, tonight we chào for Dương Lâm Don này. Congratulations. Dương Lâm, bạn chính là cừu đèn tối nay. Và bạn được quyền chọn một món đồ bất kỳ ở đây. Sau đó đi lên ngủ một mình tại ngọn đồi hoang. Tôi lấy cái bạc. Ăn không được tôi phá cho hôi. Trời ơi. Đó. Trời ơi. Kéo rồi. Kéo đâu? Lâm ơi. Đừng mà thông minh là trong xéo đi Lâm ơi. Ăn không được là phá cho hôi. Anh em có gì nói với tôi không? Không. Đi đi em. Cột lại giùm tụi tôi cái bạc. Cột lại đi. Tôi không ngờ anh em lại chơi tụi cái chí mạng như vậy. Tôi đã hiểu lòng dạ anh em rồi. Anh truyền cho anh mà vận may của anh mà nó không tới. Của em nó bị cất cơ nhiều quá. Nè kéo cột lại đi. Tôi không làm, mấy anh tự làm đi. Đó, cứ vậy đó. Bây giờ em có heo anh không? Nhức chân quá. Lóc cốc thì ghê vậy. Ngủ đi anh em. Lâm ơi. Lâm ơi. Đi mày. Ra đây. Đi. Lâm có thấy lạnh không? Lạnh. Lạnh nhất là tình cảm của anh em Lâm dành cho Lâm đó. Đúng rồi. Lâm có muốn những cái người bình chọn cho Lâm phải trả giá đêm nay không? Muốn. Tôi muốn. Mưa là cứng ạ. Ở đây mưa mà thêm gió là cứng à. Em nghĩ chắc Lâm lên trển thì nó cũng tự sinh tự diệt được. Thằng em sẽ kỹ năng sinh tồn nó cao lắm. Thế nên giờ nó im lặng quá, không biết nó còn sống hay không. Tôi đói quá. Tôi khổ quá. Tôi đau đớn. Tôi gục ngã. Nhưng tôi tìm thấy được sức mạnh nội tại của mình. Ở hèn thì gặp lành. Lâm có muốn những cái người bình chọn cho Lâm phải trả giá đêm nay không? Muốn. Tôi muốn. Hồi nãy Billy dặn là lên ngọn đồi hoang. Trên kia là đồi hoang thôi. Còn ngọn đồi hoang là dưới này. Đi theo cái bảng này có bất ngờ khác. Có đồ quá cái đây. Ở hiền gặp lành. Ai may mắn được dường như ta. Duyên bèn trả lời: Bảo Lâm, Bảo Lâm, Bảo Lâm. Ngôi nhà này bây giờ sẽ là của ta. Trời ơi, quá trời đã luôn rồi. Hiểu được nỗi lòng của anh em chơi tôi một cái hả, quá đà. Trời ơi, em xui thôi, quảnh đù xì ba người biết ai thắng đâu mà. Thôi đi, trong đó có hai người ghét tôi. Ủa, em đang ở đâu vậy? Tôi đang ở trong căn nhà ấm áp nhất có lò sưởi và rất là nhiều giường trong này. Tôi sẽ cho ba người không đề tên tôi vào phiếu.
Còn hai người mà đề tên Lê Dương Bảo Lâm thì nằm ở quải đi. Anh già đi thôi. Vào đây. Không, tôi sẽ ngủ ở đây. Tôi sẽ ngủ ở đây. Như vậy tôi nghĩ là người hả mà đề tên tôi đó chính là anh Trường Giang. Trong ba người thì chắc chắn là một người không chọn tôi. Anh Tuấn là thủ trống là loại anh ra. Tôi không bầu chọn mình rồi đó, chắc chắn. Đúng rồi. Rồi tôi là ở đây tôi tin tưởng Ngô Kiến Huy và em cái gì cũng tiểu phẩm, tiểu phẩm với chị. Đúng rồi. Chính là anh ta. Đúng, chính là anh ta. Và hiếu thứ hai, em làm gì bầu cho em anh? Em hãy quay đầu làm bờ đi. Trai, cho anh luôn. Không bao giờ cho anh được hết. Không thiệt, bó cho Huy. Anh định lấy lòng thương của khán giả à, đúng không? Tự viết tên của mình, lúc đó có máy sạch vô thì khán giả nhà họ coi là ờ, thằng Quy dễ thương quá ha, nó thương anh em quá, cho nên là nó quyết định viết cái tên nó để hả nó tự bầu cho nó luôn. Tôi quyết định là chọn Rick Vang và Hiếu thứ hai để loại Ngô Kiến Quy, để bớt đạo đức giả lại. Làm sao mà có ai mà tự chọn mình. Đúng rồi. Tôi sẽ chọn Ngô Kiến Quy và Rick Vang ở lại. Trời ơi, anh cho rắn vào nhà rồi. Con rắn nằm ngay cái bên anh. Trời ơi, anh cứ đau đau. Coi nào em là bạch xà không vậy? Không. Phải không? Phải em không? Em nghĩ cho ai ngủ ngoài vậy? Cho ai ngủ ngoài bây giờ? Anh cảm thấy anh Lâm thì cứ muốn tấu hề thôi. Đúng rồi, bài của ảnh mà anh làm không được. Đúng rồi, bài của ảnh mà ảnh cố tình anh tạo tình huống anh âm mười âm mười. Đúng chưa? Đúng. Hôm nay anh muốn ai lên kia ngủ nhất? Để Dương Bảo Lâm. Em thì sao? Anh thấy là anh Lâm chơi rất là hồi hộp với Hiếu thứ hai không? Hay là xứng đáng đi lên trên ha? Xứng đáng đó. Xứng đáng, mà đem Jennifer nữa thì đem định, đem định mệnh cùng Jennifer. Viết Phan, người mà chị yêu thương em nhiều nhất có phải là em ghi tên không? Em không có đề, em không có đề. Vậy thì hãy vào đây. Anh Tuấn là phiếu trống, là loại anh ra. Nhưng mà anh nói vậy thôi chắc gì anh phiếu trống. Đúng rồi, sao biết được. Tôi là ở đây tôi tin tưởng Ngô Kiến Huy và em cái gì cũng tiểu phẩm, tiểu phẩm với chị. Đúng rồi. Tôi quyết định là chọn Rick Vang và Hiếu thứ hai để loại Ngô Kiến Huy, để bớt đạo đức giả lại. Làm sao mà có ai mà tự chọn mình. Coi nào em là bạch xà không vậy? Không. Phải không? Phải em không? Gì vậy? Gì vậy? Là em à? Em gì? Em gì? Em. Nếu tôi mà phát hiện điều đó là em đừng có trách tôi nha Rick. Không. Lúc nào tôi cũng cố mang em nha. Thấy không? Vô hết đi mà cho mọi người bên kia đi. Nên thà bị phạt còn hơn bị cứng người. Thà cho bị phạt ngày mai đi mà mình được ngủ đây, mình đỡ bệnh. Thật sự. Khi anh vô. Khi anh vô đi, mấy em xin anh vô đi. Nếu không ai muốn chọn, nhưng bắt phải chọn luật chơi rồi. Nên bây giờ nếu theo luật ngày mai tôi sẽ chịu chung với Lâm luôn. Nếu các bạn vào ngủ hết trong phòng thì buổi sáng mai các bạn sẽ chịu một hình phạt. Hình phạt đó là gì thì sáng mai sẽ thông báo. Các bạn đồng ý không? Điều. Điều. Là
lạnh quá anh ơi. Bởi vì trời lạnh thì mắc tiểu hoài rồi. Đi vô xin, đi xuống xin. Đi xin. Đi tiểu, tiểu, tiểu. Đi xin tiểu đi. Hoặc là trong này cũng có phòng, không biết phòng của ai mình xin. Quay! Đi. Lão Phật gia tới. Vỗ chưa vô anh à? Chưa. Hồi nãy giờ một mình tôi nằm trên kia gió, trời ơi, trời sắp mưa gió ghê lắm. Anh mới gọt hàm hay gì mà anh quay. Muốn xong, mình đi ngoài trời nữa, đội cho đỡ, đỡ bị ấy đau. Gì đó à. Vậy anh có muốn xin vô nhà tôi tá túc hay không? Cho xin đi để chúng tôi được sử dụng toilet. Ngủ trên này ok lắm đi. Ok. Nhưng mà trời sắp mưa rồi. Trời sắp mưa, bão lớn đó. Camera dễ thương lắm. Ừ. Anh Giang. Ừ. Không mấy vô trong ngủ đi. Không, không em mình có xếp bên đây mà. Ừ. Chị em vô nha. Camera đi vô luôn. Camera đi vô luôn. Ở đây là sương gió nó độc lắm anh Giang ơi. Anh có hai sự lựa chọn. Một là cứng, hai là mềm. Tại vì mình đã lỡ tham gia chương trình mình chơi cho nó đúng luật chứ. Thôi đi chứ anh ra dễ quá. Đi đi. Anh ơi, tôi hất anh vô đó. Anh sẽ bị cưỡng chế đi vô. Để cứu xôi anh ơi, sao đưa vô. Anh đi vô đi. Anh lớn tuổi rồi. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.